quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày tháng 6 với thời tiết vô cùng oi bức và khó chịu. Tuy nhiên, với những người làm nghệ thuật nói chung và các nhạc sĩ nói riêng, họ luôn biết cách để tạo ra những luồng gió tươi mát cho tâm hồn mỗi người. Với chủ đề các ca khúc dành cho thiếu nhi, trong chương trình Tình yêu từ Hà Nội tháng này, chúng ta sẽ cùng theo chân các nhạc sĩ để xem cách mà họ đã lao động và tạo ra những đứa con tinh thần dành tặng cho các em thiếu nhi như thế nào. Đây là một buổi sinh hoạt trong khuôn khổ trại sáng tác các ca khúc thiếu nhi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua tại thị trấn Tam Đảo. Đây là bước đi để triển khai nghị quyết Đại hội 10 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc tăng cường sáng tạo âm nhạc cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trại sáng tác được diễn ra trong vòng 12 ngày và chia làm 2 đợt. Nếu như các trại sáng tác trước đây chỉ có 15 nhạc sĩ tham dự, thì trại sáng tác lần này có tới 37 nhạc sĩ từ nhiều vùng miền khác nhau có cơ hội tham gia. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà mảng ca khúc thiếu nhi đang bị thiếu hụt, thậm chí là bị bỏ lơ, thì trại sáng tác lần này trở thành một sự kiện quan trọng với ý nghĩa lớn lao. Đây là lần đầu tiên Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cái trại sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi. Có thể nói từ khi thành lập hội đến nay, bây giờ mới có một cái dịp rất là hiếm có này. Có lẽ đây là một sự đổi mới của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và tôi rất mừng. Vì chúng ta biết rằng là cái ý nghĩa của cái việc mà sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi ấy, thì nó không phải chỉ dành cho hôm nay thôi, và nó dành cho ngày mai, nó dành cho tương lai. Mà muốn có cái tương lai tốt đẹp thì phải chăm sóc ngay từ bây giờ. Cần những bài hát hay, cần những sáng tác mới, cần những sáng tác đi vào đời sống. Và nó như là một cái nguồn sữa tinh thần, một cái dinh dưỡng tinh thần rất cần thiết cho trẻ em. Các đợt sáng tác của thiếu nhi, kể cả phía Bắc, miền Trung và miền Nam, thì có thể nói là những cái đợt hoạt động như thế của các nhạc sĩ toàn quốc thì có thể nói rất là thành công và gặt hái được rất nhiều tác phẩm, không chỉ những tác phẩm mà các nhạc sĩ đã manh nha viết từ lâu rồi, mà những tác phẩm viết từ thiếu nhi mà chợt đến mới nhất đối với các nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Kinh nghiệm từ nhạc sĩ lớn tuổi như nhạc sĩ Hoàng Lân đó, thì cho những người trẻ như chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm hơn và học hỏi được rất là nhiều những cái hay của những cái bậc cha chú đàn anh đã đi trước, mà đây là những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Kết thúc trại sáng tác, các nhạc sĩ đã nộp cho ban tổ chức 77 ca khúc thiếu nhi. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, thể hiện rõ sự quan tâm của các nhạc sĩ dành cho các ca khúc thiếu nhi, hứa hẹn tạo ra những ca khúc mới có sự lan tỏa và khỏa lấp chỗ trống cho mảng đề tài còn thiếu và yếu này. Với tinh thần tạo môi trường âm nhạc lành mạnh, phong phú cho các mầm non tương lai của đất nước, các nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội đã có hàng loạt những ca khúc hay và bổ ích dành tặng các em thiếu nhi. Ngay sau đây, mời quý vị và các em nhỏ cùng thưởng thức nhạc phẩm Em yêu Đảng Cộng sản Việt Nam do nhạc sĩ Bá Môn sáng tác. Lời ca thì rất đơn giản thôi. Chứ yêu Đảng là gì? Như yêu bố mẹ, như yêu ông bà. Vì trẻ con nó có khái niệm là gì? Người yêu nhất của trẻ con đó là gì? Bố mẹ và ông bà. Sau đó là gì? Nếu mà người ngoài ra thì nó biết tới Bác Hồ. Và ta chỉ cần thế thôi, chỉ cần thế thôi. Thì cũng nghĩa là ta thành công được vấn đề tiếp cận cho trẻ em và cho trẻ em nó hiểu thế nào là Đảng. Và nó càng ngày nó thấm dần để yêu Đảng được nhiều hơn và phấn đấu. Vì sau này nó lớn lên thì phấn đấu theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
cái ca khúc của thiếu nhi thì thường cái chủ đạo của mình nó phải vui tươi nhí nhảnh, nhưng là phải thật sự yêu đời, các cháu nó hồn nhiên vô tư. Vì vậy trong cái phần âm nhạc của mình ấy, thì có những cái phần đảo phách thì mình cố gắng mình đẩy cái âm nhạc để cho các em nó cảm thấy vui tươi, vì trẻ con thì hát bao giờ nó cũng có cái phần tự nhiên, cơ thể của nó chuyển động, cho nên là cũng muốn để các em khi biểu diễn là cái toàn bộ phần tiết tấu của nó là phải đảm bảo được để cho các em nó thể hiện cái tác phẩm của mình. Tôi cũng có những cái luôn đau đáu về cái tuổi thơ rất dữ dội, tuổi thơ mà không bao giờ viết hết ra được, nó đi cùng năm tháng và chỉ nhớ mỗi lần rằng là nhớ về tuổi thơ thì thấy rằng là tất cả những cái gì đấy nó cứ hiện hữu lên, và đấy là những cái con đường mà rất là thân thuộc, thân quen, từ ngõ làng và đồng ruộng, rồi những cái cảnh mà các cái buổi chiều đi tham gia với cả hội bạn bè đi chăn trâu chăn bò các thứ, đây là nó cứ hiện hữu về trong tôi, và từ cái ca khúc đó thì nó cũng có mang theo những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Tre xanh rợp bóng đu đưa giữa trưa hè, gió xào xạc lá rơi trên con đường râm mát, những trưa hè yên tĩnh mẹ nghỉ mát bên.
hàng tre xanh rợp bóng đu đưa giữa chưa hè, gió xào xạc lá rơi trên con đường râm mát, những trưa hè yên tĩnh mẹ nghỉ mát bên đường, nghe tiếng chim thanh thoát giọt mù khi những tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu hè về, là khi các em học sinh chuẩn bị chia tay mái trường thân yêu. Đó là niềm vui nhưng cũng là sự ngậm ngùi của bao thế hệ học trò khi phải xa thầy, xa lớp. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiều tác phẩm âm nhạc ra đời. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thịnh về chủ đề này. Mỗi một chúng ta ai cũng có một thời cấp sách đến trường, vì những cái kỷ niệm của cái thời học sinh đó, về bạn bè, về mái trường, về thầy cô luôn đi theo chúng ta, nó là những kỷ niệm đẹp và nó đi từng chặng đường một. Thì riêng cái thế hệ chúng tôi thì có một cái điều đặc biệt là những cái năm mà học đến mái trường thì lại là những năm kháng chiến chống Mỹ, chúng tôi phải đi xa gia đình, xa Hà Nội đến nơi sơ tán để học tập. Chính vì thế mà những cái tình cảm đối với thầy cô, bạn bè thì nó gắn bó hơn, và từ những cái cảm xúc đó tụi nó biết đến cái ca khúc tạm biệt mái trường này. Ngoài việc mà ghi lại kỷ niệm của những học sinh của những thời học sinh đó thì cũng còn có gửi gắm đến một cái thông điệp là cái truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Chúng em luôn mong vẫn có thầy dịu bước,
cho em bao mơ ước vào đời. Điều thầy dạy em là gương sáng em theo. Lòng rộng như biển trời, thầy vì em bao nhiêu công lao. Ngày chia tay chúng em không quên, trên mái tóc đen của thầy điểm bà. Lo sao cho em vững bước thành người, thầy là biển khơi để thuyền em tới chân trời. Đường còn xa, chúng em luôn mong vẫn có thầy dìu bước cho em bay bay xa cùng bao giấc mơ hoa. Thầy cô ơi mai xa bao nhớ thương. Đường còn xa, chúng em luôn mong vẫn có thầy dìu bước cho em bay bay xa cùng bao giấc mơ hoa. Để khắc họa lên một cái tuổi thơ thì có rất nhiều nhạc sĩ đã viết bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng tôi đã chọn một cái hình tượng lá me xanh để nói lên tuổi thơ của các em. Chúng tôi sử dụng cái lá me xanh để tạo nên cái hình ảnh mà cái tuổi học trò đấy với áo trắng đến trường, rồi con đường đến trường và tất cả những đó mang lại cho các em một cái sự, một những cái kỷ niệm ngọt ngào và một cái tuổi thơ được sống và được học tập trong một cái đất nước yên bình của mình. Bạn bè tan lớp cầm lá ve che đầu khi mưa đầy sân trường.
Với mỗi em học sinh, năm học mới là sự kiện quan trọng nhất và được đón chờ nhất. Sau 3 tháng chia xa bạn bè, thầy cô, ngày tựu trường mang lại biết bao niềm vui vỡ òa. Không chỉ thế, ngày tựu trường còn là cột mốc để bắt đầu cho một năm học mới nhiều cố gắng hơn, nhiều nỗ lực hơn. Những giai điệu tươi vui của ca khúc, khúc ca chào năm học mới cũng là lời chúc của chương trình gửi tới toàn thể các em học sinh khi trở lại mái trường. Đến đây, chương trình Tình yêu từ Hà Nội số tháng 6 cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thực ra đây là một ca khúc viết cho thiếu nhi, viết cho những lứa tuổi học đường. Cho nên tôi đầu tiên nghĩ là một cái điều là về âm nhạc là hết sức dung dị. Nó trước tiên là mình muốn chọn một cái phong cách là làm sao nó hồn nhiên. Nó làm sao để trước tiên là cho các cháu phải dễ hát và dễ được vào lòng với các cháu, với thể hiện được cái tình cảm của các cháu. Cho nên mà trong cái tác phẩm thì tôi cũng không có tham vọng gì lớn lắm, chủ yếu là muốn là làm sao để giống như một cái tiếng là niềm vui của một các cháu học trò học sinh khi mà được đến trường, đến một cái ngày khai trường nó như một ngày hội. Cho nên là cái âm nhạc của tôi thế cũng muốn là luôn là vui và mà nó dung dị giống như đúng như tuổi trẻ của tuổi của các cháu thiếu nhi. Bao bạn bè như bầy chim non, sách vở áo mới bên nhau, cùng hát ca đón chào năm học mới.